luôn, chào bà con cô bác nha. Dạ, thì ở đây là gọi là trung tâm văn hóa xã Tân Tây. Dạ, thì hồi nãy em có tới ấp 6 xã Tân Tây, có một hoàn cảnh đã gọi điện thoại nhắn tin em trên Facebook á, nhờ em chia sẻ và hỗ trợ túi ăn xin. Mà em tới đó thì cái bạn nữ đó nói đang đi vô đây nè để chuẩn bị tiêm ngừa vaccine. Dạ, rồi em tới đây bạn đó cũng mới vừa về nhà. Wow, bây giờ em ở đây em đứng em đợi đợi cái bạn đó là từ ở góc 6 Tân Tây chạy ra đây để nhận cái quà nha. Tại bây giờ em cũng không biết nhà nào, bạn đó nói thôi ra đây đợi thì tới. Em á hả? Nãy vô đây rồi hả? Dạ. Vô má đứng đi, sao cho đứa nhỏ vô má đứng đi nha. Em là ở chỗ nào? Dạ, em ở cầu Đình á. Ủa nãy cầu Đình là sao em nói ấp 6 Tân Tây mà? Dạ, ấp 6 Tân Tây chạy vô cầu Đình nữa anh. Cầu Đình là ấp 5 mà ta? Dạ, nãy em ở cầu Đình đó. Dạ. Vậy hả? Dạ. Bữa em nhắn tin anh nói nhờ tặng đồ phải không? Dạ. Này con em hả, mấy tuổi rồi? Dạ 7 tuổi, học lớp 2. Cái gì 7 tuổi vậy đó hả? Dạ. Sao mà lớn dữ vậy? Dạ có chút xíu. Vậy hả? Dạ, học à. Chừng nào mới chích ngựa? 2 giờ lát nữa em ngồi chờ 2 giờ chích ngựa. Dạ em vô đây ngồi đợi luôn hả? Dạ, ngồi đợi 2 giờ, cái bác nó đông lắm, không chờ. Em chích là chích dạng công nhân hay gì? Em làm nghề gì? Mai ở đâu? Dạ, mai vô chỗ mát đi, nắng tội nghiệp em. Mai ở đâu, cho chỗ nào em nói dạ, nha chị. Mai, tư nhân mà như ở đâu á? Mai ở nhà Mai Nguyễn Đằng ở đây nè. Tân Tây luôn hả? Dạ, Tân Đông, nhà Mai Nguyễn Đằng ở chỗ Tân Đông nè. À, dạ. Tân Đông hả? Em mai quần áo hay mai gì? Dạ, đúng rồi. Tháng được nhiêu tiền? Dạ, đó mai ăn sản phẩm mai nhiều, nhiều nữa. Em làm cụ thể là cái khâu gì? Dạ, ngồi mai. Dạ, mai công đoạn. Ráp áo hả? Dạ. Giờ bà con vô á hả? Rồi mấy tháng nay sao? Dạ mấy tháng nay cũng đỡ, thì cũng nhờ anh bữa họ không cho em mấy phần đó. Dạ, nhà nước có họ hỗ trợ. Dạ. Rồi chừng nào tính đi làm lại? Dạ người ta nói là chích 2 mũi mới làm được. Em chích mũi này mũi thứ 2 hả? Dạ. Ừ. Đi làm lại. Dạ. Ở nhà ông xã làm gì? Trời ơi. Dạ. Giờ em mấy đứa con luôn? Dạ hai đứa ở nhà, nó còn nhỏ chị lớn nữa. Cũng không có học được luôn, hai đứa ở nhà luôn, chứ có mình em đâu có lo nữa. Coi như bây giờ ông xã ở nhà không có làm gì hết. Dạ. Sắp tới em đi làm thu nhập chính là ngày mai. Nhà mình có ruộng vườn gì không? Dạ không. Em là người Tân Tây luôn hả? Vũng Tàu luôn hả? Dạ. Ở xã nào? Dạ. Ở xã hay là ở đó? Ở ngay chợ bên, từ đây đi đồ qua là đụng ngay cái chợ Bến Định á. Dạ em ở ngay đó. À Bến Định á hả? Dạ. Ồ. Thôi bây giờ hồi nãy anh anh đi vô ấp 6 đó mà em nói ra đây. Dạ. Dạ với lại bây giờ anh không cảm vô nhà em khó, chồng em cũng khó. Vậy hả? Dạ. Ừ. Anh bị tai nạn là bị cái gì vậy? Dạ, anh té xe. Rồi bây giờ anh bị sao? Chân là tay chân không có làm việc nặng được rồi, anh thấy vậy. À, bị lâu chưa? Dạ, mới hồi xưa tới tay không rồi á. Cũng gần 10 tháng rồi hả? Dạ. Cái anh mới em kêu đi xuống đây là nãy lúc em ngồi đây đợi rồi hả? Dạ, dạ. Ờ, thôi anh chạy đây. Dạ. Thôi rồi bây giờ để anh tặng quà. Dạ. Tặng quà rồi ngồi đây đợi xong, chích xong mới về luôn phải không? Dạ. À. Bây giờ còn gì tặng nấy luôn đi. Dạ, dạ. Nãy nó uống sữa không? Dạ có, dạ không có tiền, không có, có tiền mới cho uống sữa chứ không có tiền đâu uống. Uống sữa bệt được không? Dạ được. Ừ. Dạ. Bây giờ
dạ, em cầm cái bịch làm anh đi. Bịch làm anh đi nha. Dạ, tặng cho em học khẩu trang chứ. Khẩu trang để có phần thuốc, có bạn anh đồng hành, paracetamol cảm giúp đầu thổ mũi gì đó mình sử dụng. Bây giờ cái này để dạo chung đây nè, lấy cái hộp khẩu trang được chứ. Bỏ gạo vô cái đi ha. Rồi bây giờ em cầm cái đó bỏ khẩu trang vô. Bây giờ còn còn như đây sữa nè quý vị, khoảng này chắc khoảng hai mấy ba chục bịch đó. Dạ. Em tặng hết luôn. Coi như là sáng giờ đi còn như là tặng hết luôn. Dạ, cảm ơn. À, sạch tình xanh luôn. À. Rồi bỏ xe đi bỏ cho. Em để cái bịch đó lên trên đây để chị để về để. Rồi. Thôi coi như anh có gì tặng nấy nha. Vậy hả? Dạ, dạ, anh cũng cho em được mấy thôi, em cũng mang ơn anh nhiều á. Dạ, thôi ráng làm đi. Dạ, rồi giỏi, dạ, ráng học nha. Dạ, thôi đi qua đi con, đang nắng. Dạ. Rồi chích vaccine xong rồi về làm rồi có tiền xin xin sống đó nha. Dạ, dạ, cảm ơn anh nhiều. Rồi rồi anh cũng về luôn. Dạ. Rồi, rồi. Quý vị, dạ coi như là giờ xong nhiệm vụ ngày hôm nay rồi nha quý vị. Dạ bà con cô bác nắng hồ đó, bà con bây giờ bạn đó bây giờ vô đây chuẩn bị chích vaccine để đi làm. Rồi hôm nay em cũng cảm ơn bà con cô bác, cảm ơn quý vị, anh Thừa Quân đã tin tưởng ủng hộ việc làm của em, đồng hành cùng với em để mình đem theo nhiều niềm vui đến cho bà con cô bác ở trong Gò Công Đông này nha. Thôi hẹn gặp lại bà con ở video tiếp theo, bye bye, chào tạm biệt. À quên ta, nhớ đăng ký cái kênh YouTube Người Gò Công của em nha để nhận những video mới nhất. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại nha. Tình người còn mãi qua năm cuộc đời.